Do nhu cầu mua nhà giá rẻ của anh chị em công nhân mình rất là nhiều nha quý anh chị, thì ngày hôm nay bên đơn vị cũng như mới vừa hoàn thiện một dãy nhà phố giá rẻ nha, rất là phù hợp cho những anh chị nào mà mình công nhân nha, lương thu nhập thấp khoảng tầm 5 đến 6 triệu thôi. Thì căn nhà của mình ngày hôm nay thì phân khúc hơn 400 triệu một xíu thôi nha. Đó thì em như đang đứng trong một cái dãy nhà phố của mình nè quý anh chị, cực kỳ là đông đúc luôn. Đó thì căn nhà của mình ngày hôm nay thì em như sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình căn nhà mẫu này nha. Với diện tích căn nhà mình là ngang 3,5m nha quý anh chị, chiều dài là 8m. Nhà của mình thì được thiết kế là một trệt một lửng nha. Đó, rất phù hợp cho gia đình mình ở từ 2 đến 4 thành viên luôn. Thì quý anh chị mình tham quan sơ ở phía trước nhà của mình nè. Đường ở đây là đường 6m nha quý anh chị, đường rất là rộng luôn. Ở đây thì quý anh chị mình xe ô tô, xe vận chuyển đồ vào tới tận nhà nha. Trước nhà mình thì có lót gạch sạch sẽ hết rồi, có đồng hồ điện riêng, nước riêng hết nè. Ở phía trên đây thì em như có làm sẵn mái che cho quý anh chị mình nha, ở che mưa che nắng luôn. Ở thì khu dân cư rất là đông vui nha quý anh chị. Thì bây giờ em như mà có chú anh chị mình tham quan nhà đi, thì một lát nữa trong clip thì mình sẽ báo giá cho anh chị mình biết luôn, một cái giá rất là hấp dẫn nha. Thì ở đây thì trước khi bước vào nhà mình nè, ở đây cho có trang bị cho mình một cái lớp cửa bảo vệ phía ngoài anh chị, cửa là bằng sắt hộp nha, đi chung với kính cường lực nè, có khung chỉ vàng nè, ở khung bảo vệ rất là an toàn luôn, có vèm sẵn hết nha quý anh chị. Ở đây thì có một lớp cửa chính và lớp cửa sổ phía bên hông nha, ở phía trên nữa rất là thông thoáng căn nhà mình luôn. Tiến vào phía bên trong đây sẽ là khoảng khu vực phòng khách nha quý anh chị, rất rộng và thoáng luôn. Ở đây thì em như có setup sẵn mình một ghế sofa nè, ở giờ đây quý anh chị mình có thể ngồi uống nước uống trà ở đây. Ở bên tường thì ép gạch sạch sẽ hết cho mình. Đây là khu vực cầu thang mình chỉ lên tầng 1 nè quý anh chị, dưới chân cầu thang đây đó thì cũng có kệ tủ cho mình, rất là nhiều hộc tủ luôn. Giờ đây quý anh chị mình có thể để đồ ở đây. Ở khu vực cầu thang mình chỉ lên tầng 1 nè, ở tầng lửng của mình nha. Phía trên trần thì em như dự hợp cho quý anh chị mình trần thạch cao nha, có một cái đèn chùm, có một cái điểm nhấn rất là đẹp nha quý anh chị. Ở bên đây thì có trang trí tranh ảnh cho mình. Đó thì tiếp đến đây sẽ là một cái kệ tủ trưng bày nha quý anh chị. Ở dưới đây thì có chỗ thờ ông thần tại thổ địa luôn. Ở đây thì quý anh chị cũng có thể về trưng rượu bia ở đây, đồ lưu niệm đây nè, rất là phù hợp luôn. Nhà của mình thì vị trí là làm ngay khu công nghiệp Cầu Tràm quý anh chị, từ chợ Trung Thành khu công nghiệp vô đây khoảng tầm 200m thôi, rất là gần luôn. Rất là phù hợp cho quý anh chị mình mua gì đây ở nha, an cư lập nghiệp. Ở đây thì quý anh chị mình ra thì mình có chợ khu công nghiệp nè, rất là nhiều công ty luôn. Thì quý anh chị mình mua đây ở vừa đi làm gần nhà rất là tiện lợi luôn nha. Đây sẽ là khu vực phòng bếp của nhà mình nè. Thì ở đây thì em có trang bị cho quý anh chị mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nha. Ở tầng màu rất là đẹp luôn. Khu bếp này rất là rộng nè. Vì đây mình để bếp ga nè, để son chén dĩa là rất là rộng luôn nha. Bồn là bồn inox nha quý anh chị. Ở đây là nước là nước thủy cục nha quý anh chị. Rất là mạnh luôn. Còn điện là điện nhà nước nha. Và đây thì tặng cho quý anh chị mình thêm một bộ bàn ăn 4 ghế nha. Mình ngồi ăn đây, sinh hoạt đây rất là phù hợp luôn. Và kèm là toilet luôn phía cuối nhà cho mình nha. Đầy đủ hết trang thiết bị cho mình. Thì em như xin nhắc lại căn nhà của mình với mức giá tổng chỉ có 470 triệu nha. Có pháp lý thì rõ ràng sang tên cổng chứng ông ngài thôi. Diện tích là ngang 3,5m, chiều dài là 8m. Nhà của mình là một trong những căn nhà giá rẻ của anh chị. Thì bên trực tiếp bên đơn vị của em như đầu tư xây dựng nha mới có mức giá này. Đó thì trên màn hình em có để số điện thoại của em thì quý anh chị nào mình công nhân nè, lương thu nhập thấp xem được điểm này thì cứ máy alo ngay cho em. Và cứ xuống tới ngay chỗ khu nghề Cầu Tràm đi, alo em thì em sẽ dẫn các chú anh chị mình vô xem nha. Rất là gần luôn. Đó thì bây giờ nhưng mà quý anh chị mình tiếp tục thôi lên tầng lửng của mình nè. Thank you.